Chào thầy, em tên là Nguyễn Trọng Ngân và số nhân viên là 1615 1309. Tiếp theo đây là sẽ là bài thứ hai của em. Đồng xin giới thiệu về phần đoạn viết có. Đầu tiên vẫn là khai báo thư viện, cầu chì. Đây là hàm delay mili giây, 20 mili giây. Còn đây là các giá trị của chân, các giá trị của led 7 đoạn. Đây là phần chương trình chính. Em sẽ xuất trích C, xuất trích D để khai báo xuất nhập trên bọc C và bọc D. Đây là bằng viết đoạn viết có lập. Hai dòng for đầu tiên là hiển thị giá trị của led 7 đoạn từ 12 trở về 0. Dòng for từ dòng for này là em viết để nhấp nháy 3 lần. Còn tiếp theo thì sẽ tới với hai dòng for tiếp theo. Nó sẽ là hiển thị giá trị của led 7 đoạn từ 0 lên tới 12. Và dòng for cuối cùng này sẽ là nhấp nháy 3 lần. Sau đó em lại go to lab. Và giờ coi kết quả ở trên report. Thì đầu tiên thì em sẽ nhập phần mềm. Ok, lấy bài đã rồi. Bây giờ thì chỉnh chỉnh ngay là tôi bắt đầu xem được các dòng. Nếu em từ 12 đổ về không. Nó là nhấp nháy 3 lần như đầu có không ạ? Rồi bây giờ nó lại từ 0 ngay. Rồi lại nhấp nháy 3 lần. Đó, rồi nó lại quay trở lại. Như là bài 2 của em đã kết thúc.